rồi cái chở ra bệnh viện, rồi bệnh viện nó chạy rồi hẳn vô nước biển chém mà nứt cái đầu vậy nè, chứ ở dưới cần cổ nghe nói dao hay dao gì đó. Thấy ghê vậy. Bây giờ bắt nó dưới cái bè rồi. Bắt rồi ha. Rồi. Mà nó ở nhà bả lâu rồi đó. Ủa nhưng mà ngoại có biết chuyện gì mà là chém bao? Không biết. Đi bán chứ không nghe rồi. Con nghe nó hô là chém là lòi ốc luôn hả? Ghê vậy ta. Thì bởi vậy bả mới xỉu đó. Rồi bả không biết gì chân. Rồi mới chở cả bè rồi mổ xẻ ở dưới rồi. Ủa? Vì tối lắm. Ủa bộ cái đó là cũng có gì giải phẫu luôn hả? Đó. Nó mổ. Ghê vậy ta. Thi đó. Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay đó các bạn, thì Tí La Cà Lâm thì cũng mới hay một cái tin cũng là chấn động ở cái chân là ấp 1 xã An Thế Trung, huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang nha. Thì mình cũng nghe là một thằng ghế thì nó đã chém bà và vợ, thì chém vào cái đầu nha, thì ốc lòi ra luôn nha. Thì bây giờ thì ngày hôm qua là thằng ghế là chém bà vợ là ngay chân là ngày 9 tây tháng 9 nha. Thì sự việc nhà như thế nào, giờ Tí La Cà Lâm sẽ mời các bạn hãy vào bên trong thì sẽ nghe là những người dân ở nơi đây thì sẽ kể lại sự việc như thế nào là thằng ghế chém bà già vợ nha. Ủa nhưng mà cái thằng ghế là bị cái ghế là sao, là chém bà vậy, là chém bà chúng chỗ nào? Thấy hôm qua là thấy chở thầy chạm thấy chém xuống đầu đó. Lòi ốc ra luôn hả? Nghe nói thì hồi tôi ra tôi chỉ thấy bà là ở bên đó thì bà là bà té, hỏi sao bị ghế ta, cái thằng ghế làm gì mà chém bà vợ mà lòi ốc luôn trời. Đó thì ha. Chỗ Hằng Khang bán mà thuốc tây đó. Ủa nhưng mà sao mà nó lại giết bà không ạ? Dạ tôi không gần. Chỉ nghe anh ta nói không mà mình cũng không gần. Rồi cái chở ra bệnh viện, rồi bệnh viện nó chạy rồi hẳn vô nước biển chém mà nứt cái đầu vậy nè. Chứ ở dưới cần cổ nghe nói dao hay dao gì đó. Thấy ghê vậy. Bây giờ bắt nó dưới cái bè rồi. Bắt rồi ha. Rồi. Mà nó ở nhà bả lâu rồi đó. Ủa nhưng mà ngoại có biết chuyện gì mà là chém bao? Không biết. Đi bán chứ không nghe rồi. Con nghe nó hô là chém là lòi ốc luôn hả? Ghê vậy ta. Thì bởi vậy bả mới xỉu đó. Rồi bả không biết gì chân. Rồi mới chở cả bè rồi mổ xẻ ở dưới rồi. Ủa? Vì tối lắm. Ủa bộ cái đó là cũng có gì giải phẫu luôn hả? Đó. Nó mổ. Ghê vậy ta. Thi đó. Trời ơi. Mổ lâu lắm mới về. Ủa có con gì không? Hai ngoài. Đứa con rồi. Ủa nhưng mà không biết có chuyện gì không mà chém ba dữ vậy ta? Không biết mà. Nó ấm nhắc. Nó đen phun. Nó ốm. Nó nhỏ. Tụi con. Nó ốm nhôm mà hả? Ừ. Mà đi á. Tôi đi á. Hắn là dòm đó. Không nói gì ai. Nó ngậu chừng măng đó. Trời chiếc cửa nhà bạn. Thì đối diện với nhà trọ của Linh Gù á. Sao mà chém ghê vậy ta? Thì bà bỏ vậy không biết người ta, mình cũng không gần. Mấy dao không? Nó hai ba dao gì đó. Mà, ba dao. Nhưng mà chém chúng vô cái đầu không hả? Cái đầu nứt, cái đầu mà văng sọ đó. Trời. Mà tôi nghe vậy đó, chứ tôi chưa có chút. Vì thấy vậy máu me là tôi ớn lắm, tôi không lợi. Dạ, rồi bà ngoại có nghe nói chuyện nào chung không? Không biết, còn bây giờ hồi hôm là đem về tỉnh chắc cũng 8 giờ rưỡi 9 giờ. Chị là cái này là bị là ngày hôm qua hả ngoại? Hôm qua nó dắt bằng ngày á, là dắt sáng. Vậy là hôm qua là ngay ngày mùng 9. Ghê ta, chém mà cái này không biết có cự cãi gì chưa? Trời ơi, bả như tám mấy tuổi rồi bả biết gì nữa, như muốn lẫn rồi còn gì nữa mà biết. Ủa vậy là năm nay là bả tám mấy tuổi hả? Tám mấy tuổi, nghe nói 83 người, nói 78 người, 83 thấy hàng 8 thì cũng lớn rồi. Trời chứ ơi, bộ đã tuổi đó rồi, cho bà sống đi ha. Nói với chú,
nhiều khi là cha mẹ anh dùm lẫn là nói bậy nói bạ. Tôi nói đúng bằng chung. Dạ lẫn nhiều khi người ta nói bậy nói bạ rồi mình thấy mấy bà già vậy thôi mình chạy đi. Ở trong nhà quá lâu mà hai đứa con bà nuôi luôn là ở trong nhà. Ủa, nhưng mà cụ nó chém rồi lúc đó là con vợ thằng đó đâu? Vợ thằng đó chắc mua bán nó đi chợ nó bán như tập quá rồi theo chị nó bán ngoài. Trời đất ơi. Bỏ nó nhà giữ con đó. Dạ. Ghê trời. Thì bỏ vậy. Ủa nhưng mà con nghe người ta nói là cái thằng đó nó cũng có bị hơi không ta? Có bị không? Không biết, tôi có biết nó có bị gì đâu. Dạ. Ở đây cho chú thấy nha, tôi ở trên kia. Nhưng mà nó là ghẻ mà sao mà nó đành lòng mình nào nó lại. Bởi vậy tôi nói có ghẻ ai mà như vậy đâu. Chú thấy có mình nó. Trời ở đây ơi. Là chỉ có mình nó thôi. Dạ. Cũng người ta nuôi ghẻ nhóc. Dạ. Có ai như vậy đâu. Con gái nuôi không đó. Ủa, thầy đó. Rồi khi mà nó chém bà và vợ nó gọi là con vợ nó. Nó nằm nó xỉu. Công an vô nó xỉu là nằm dài dưới đất. Ai? Bây giờ bắt thằng chém đó. Thằng bộ nó chém gọi là của nó xỉu à? Nó thấy công an vô không biết nó có vợ bộ không mình không biết. Nó nằm dài dưới vậy. Ủa nhưng mà rồi khi mà nó chém gọi là con vợ nó có đi gì chưa? Không biết. Từ giờ cũng không có hỏi mấy đứa ở gần nữa. Trời không có ơi. Hỏi vợ. Vậy là chở bà đi nhà thương là cũng chở là... đi cả bà. Ủa rồi cái đó người nào phát hiện trước hả ngoại? Chắc là ở trong nhà lúc sớm nó thấy vậy rồi phát hiện chứ. Bà có hàng ghế tới bên mà im về hàng ghế hình lắm. Trời ơi. Nhưng mà có hay có không? Nó là nó vậy đó, thằng khác là nó vậy đó, thằng nhỏ. Nó nhỏ. Trời đất ơi. Đâu chú mà. Thấy hai thằng kia nó hiền khô, con vợ nó chết rồi, bây giờ nó rước con vợ khác rồi, thằng lớn. Rồi bây giờ cái hàng ghế kế bên là vợ nó bán ngang cái cửa của ông Hải dưới đó. Dạ. Ông Hải bán thân mày trợn hủ á. Dạ. Vợ nó bây giờ. Sao mà cái hàng ghế sao mà của nó đành lòng mà nó chém bà vợ dữ vậy? Bởi vậy có thằng nào đâu mà không biết thăm. Tôi nói chú dòng già lẫn rồi nhiều khi người ta nói này nó nọ rồi chú cũng đâu chịu nổi. Mình nó cứ dụng vậy đi. Ủa nhưng mà cái nhà thằng ghế đó là nó ở đâu cô có biết không? Nó ở quê, nó ở Gạch Tre ở trong đó. Gạch Tre chỗ Bà Thông á. Chứ không có ở mà này. Dạ. Ác dữ rồi trời. Thì bỏ vậy của mình nó ở đó. Dạ. Rồi rồi. Hả? Ghế chém mày vợ. Thầy ghê vậy ta. Ủa nhưng mà cái đó là cô có nghe gì không mà sao mình kiếm chết rúm nè. Mà cái bà đó con có nghe không? Bà cũng lớn tuổi lắm hả? 79. Bà 79 thôi hả? 79 sao 79 tuổi sao mà chết bà lớn. Đó các bạn thì hồi sớm giờ đó các bạn thì tí là cà lâm thì cũng có hỏi là những người dân ở nơi đây thì cái thằng ghế này là một cái thằng ghế Úc nha, nhưng mà không biết là mà một cái mà quá nóng giận nên là chém bà và vợ rồi chém bà vợ chở đi nhà thương nha. Nhưng mà đi nhà thương xong thì bà và vợ cũng không có sống nổi nha. Thì bà và vợ cũng qua đời tại chỗ luôn. Thì cũng đã được cơ quan chức năng gì đó các bạn thì cũng có khám nghiệm tử thi nha. Thì mắc gì mà chắc chiều nay là ngay chân là bữa là mùng 10 tây tháng 9 nha, thì chiều nay là sẽ đi chôn cái bà cụ luôn nè. Phải nói là cái thằng ghế quá trời nhẫn tâm luôn, đã xuống tay với cái bà vợ qua đời tại chỗ luôn nha. Thì mình cũng nghe là những người dân ở nơi đây nói á, thì khi mà thằng ghế là chém bà già vợ xong rồi á, là thằng ghế công an tới thì một cái thằng ghế là nằm là xỉu nha. Giống như là lúc đó là chắc là có lẽ là mà thằng ghế này chắc lúc đó là đã là tỉnh lại vậy đó, nên là xỉu quá trời sợ rồi. Không ngờ là mình đã xuống tay với cái bà già vợ mình quá trời
quá trời sót luôn ha. Thì mà các bạn thì hồi sớm giờ đó các bạn thì tí la cà lâm bạn thì cũng có hay một cái thông tin thì thằng Ghế chém bà vợ qua đời tại chỗ nha. Thì hồi sớm giờ đó các bạn thì tí la cà lâm thì cũng có đi lỡ tới là những cái người dân gần gần đó, thì những cái người dân đó là cũng có kể cho tí la cà lâm nghe, thì kể hồi sớm giờ cũng đã hết rồi đó rồi đó các bạn. Thì thôi giờ Tí La Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm bạn. Hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn luôn các bạn ơi. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.